JK Audio, nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, JK Audio xin chào anh Hương nhá. Vâng, anh ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Vâng, sau khi anh có trang kênh YouTube, anh có đặt cho mình một cái súp B3 lòng vàng. Vâng, và bên em có tặng anh 3 mét dây và rắc can nông chuyển. Vâng, thì đây là số tiền mà anh đã cọc và còn lại đây ạ. Vâng, thì trước tiên thay mặt công ty JK Audio cảm ơn anh Hương ạ. Vâng, anh Hương nhá, đây là cái súp B3 lòng vàng mà bên em đã lấy ra ở hộp bên em test ạ. Trong hộp của anh bên em đã để sẵn kia dạ. Vâng, thì bên em sẽ đóng vào hộp cho anh. Vì hôm nay chủ nhật thì bên em cũng đóng để mai chờ thứ hai bắt đầu biêu điện làm việc và bên em chuyển sớm nhất cho anh có thể. Vâng, thì anh Hương như đây là súp B3 đây ạ. B3 đây ạ. Vâng, và bên trong là được sở hữu một cái bát lòng vàng cực kỳ là quyền lực. Vâng, mà bảo vệ bởi căng sắt rất là chắc chắn. Và đây là sản phẩm mới bên em bảo hành cho anh 1 năm. Vâng, hiện tại thì súp anh đang đánh ạ. Vâng, bên em đang test rất là cẩn thận. Vâng, bác của anh phía trong đang dùng đấy ạ. Vâng, cái dòng này rất công suất rất là khỏe. Của anh cực mạnh như kiểu trái tim chúng ta đấy ạ. Vâng, càng mạnh thì chúng ta càng khỏe và súp cũng vậy. Nó như linh hồn đấy ạ. Vâng. Đặc biệt cái dòng này bên em nhập hàng chính hãng Trung Quốc. Rất là chất lượng và chuẩn. Vâng, cả bác khách hàng mà muốn đặt hàng bên JK Audio thì bên em đều test video và từng sản phẩm của khách hàng và bên em test rất là chi tiết. Đây là phía sau anh Hương nhé. Vâng, xung quanh bên em đang test trực tiếp đây ạ. Vâng, bên em sau khi trước khi quay video thì bên em có đưa vào phòng kỹ thuật test và bên em có dán tem bảo hành công ty JK Audio 1 năm cho anh sản phẩm này ạ. Vâng, để nói một bộ dàn karaoke thiếu súp thì không thể được đâu ạ. Vâng, các bác, đó là một thiếu sót rất là lớn. Còn súp để hỗ trợ cho giải âm thì cực kỳ là hay, ấm và dễ chịu. Vâng, thì đây là nhà có súp đây anh nhé. Vâng, bên em đang trải nghiệm luôn cái súp của anh đây ạ. Vâng, em thử tắt súp của anh đi đây này. Đấy, em vặn hết volume về, không nhạc không có súp đấy ạ. Rồi các bác nghe, các bác đánh giá được thiếu súp nó ra làm sao. Vâng, và bây giờ em bật súp anh lên nhá. Hai giải âm khác hoàn toàn nhau luôn ạ. Đấy ạ, rất sâu luôn ạ. Hoạt động rất tốt anh Hương nhá. Vâng, kết nối thì hình thức súp điện rất là đơn giản. Có thể kết nối bằng cầu đổ đen đằng sau âm ly hoặc đằng sau đẩy. Vì có những cái đẩy có cầu đổ đen có thể kết nối được. Hoặc chúng ta cũng có thể kết nối bằng cái rắc AV. Vâng, đằng sau âm ly cũng có và đằng sau vang, đằng sau idol cũng rất là nhiều hình thức kết nối, rất là đơn giản đấy các bác nhé. Và anh Hương cũng vậy ạ. Vâng, anh có cái vang số ở nhà và anh có kết nối với rắc chuyển AV thì bên em có tặng đấy ạ. Vâng, về hình thức bên ngoài thì được sơn sần màu đen, rất là lì và khỏe. Vâng, đẹp không tì vết anh Hương nhé. Vâng, đặc biệt là bên em nhận ship code toàn quốc. Hiện tại shop của JK Audio ở Long Biên, Hà Nội. Vâng, bác nào ở Hà Nội cũng có thể ghé qua shop JK để trải nghiệm và sở hữu cho mình từng sản phẩm một. Vâng, bên em có hình thức là nhận hàng thanh toán. Vâng, các bác có thể cọc trước cho bên em để bên em lấy lộc của các bác được may mắn hơn ạ. JK Audio có rất nhiều bác khách đã tin tưởng và đã là những khách hàng rất là thân thiết. Không phải vì sản phẩm nó rẻ mà sản phẩm chất lượng và hợp túi tiền. Đấy là cái quan trọng mà JK Audio luôn luôn đi đúng hướng. Vâng, thì anh Hương nhé, hiện tại cái súp B3 lòng vàng quyền lực của anh này hoạt động rất tốt và ổn định. Tôi sẽ đây xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh sớm nhất có thể. Vâng, sau cùng em chúc anh Hương và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh Hương luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, chào anh Hương, hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.